Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem về cái đầu. Đây là đầu Red Leo 1922 bọc tinh. À, thì một bộ đầu này mình sẽ quay cho bạn xem là khi chúng ta mở ra có những gì nha. Ok, thì bên trong hộp được hoàn thiện rất là chi tiết nha các bạn. Đây có mút chống sốc nè, một bộ vỏ đầu mà lấy hết ra vậy luôn, lấy hết ra luôn cho bạn dễ xem ha. Ôi đồ nó rớt tùm lum hết trơn các bạn, thông cảm cho mình nha. Rồi thì trong hộp á, đầu á, sẽ gồm cái đầu như vậy, và ở sẽ có khuôn ở bên đây sẽ gồm một cái co xăng và một cái cao su co xăng. Thì mình sẽ quay từng món ha. Đây là co xăng nè bạn. Đây co xăng thì chúng ta sẽ có một cái ron, một cái co xăng Red Leo CNC bọt tinh. Đó, co xăng FI CNC bọt tinh rất là đẹp luôn nha bạn. Đây. Đó, cái con này sẽ theo đầu là hỏng oval luôn, theo đầu luôn ha. Rồi tiếp theo cái này thì đi gắn vô đây khỏi quay, cái này không gì đặc sắc các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta phần nghe chính là cái đầu gạch leo đó. Một cái đầu gạch leo thì sẽ gồm có các chi tiết, gồm một vỏ đầu và bốn cái xúc bắp. Đây, đây là đầu gạch leo V2 Pro nha, rớt cái xúc bắp rồi. Rồi đem nhặt lên đây, vỏ đầu gạch leo V2 Pro bạn thấy không đó. Và chúng ta sẽ gồm có bốn con xúc bắp đó, mình sẽ để nó qua một bên cái đã. Bốn con xúc bắp mình sẽ rút ra nha. Rồi mình sẽ quay cho bạn xem về ở trong cái đầu. Ở trong cái đầu thì chúng ta sẽ có bốn cái lỗ được CNC bọt tinh. À, sẽ bật tí đèn lên luôn nha để cho các bạn thấy rõ hơn. Đây bạn thấy chưa, đầu CNC bọt tinh. À, ở hai đường ống nạp thì sẽ CNC dân. À, mình sẽ quay bạn thấy rõ không? À, mình nghĩ là xem rất là rõ đúng không? À, CNC dân để giúp cho cái không khí nạp và xăng vô nó sẽ hòa trộn nhau tuyệt đối hơn. À, và đầu này đã CNC theo bài bài 57, đầu 1922, miệng thì miệng quả táo, miệng trái táo sẵn hết trơn rồi các bạn ha. À, đường này đã bọc tinh sẵn hết rồi, và đường xả cũng đã được bọc tinh sẵn rồi. À, rất là đẹp luôn. Thì bộ đầu này á, thì của Red Leo làm ra thì để thay thế cái đầu zin. Các bạn nào đầu zin bị hư nè, hoặc các bạn nào muốn sử dụng một cái đầu để thay xúc bắp lớn hơn mà không cần phải lấy đầu zin ra làm, tại vì bây giờ mua xúc bắp với làm lại cái đầu zin thì nó cũng hàng triệu mấy rồi. À, Red Leo làm ra nguyên bộ này có cả co xăng nữa, mà đặc biệt là ở đây là miệng oval, còn nếu cái đầu zin thì nó sẽ là hình tròn, thì cái đường này sẽ cho khí nạp vô nhiều hơn. À, và kèm một cái co xăng nữa gắn vô như zin luôn mẹ, quá đẹp quá tuyệt vời. Bộ dày gắn dẹp CT trên 10 lên 57. Bốn cái xúc bắp, bốn xúc bắp 1922. Mình sẽ quay cho bạn xem, đây là bốn xúc bắp Red Leo, xúc bắp Red Leo 1922. Nếu mà xỏ vô thì nó sẽ là như vậy. Xúc bắp nạp á thì là 22, xúc bắp xả là 19 nha. Lúc nào vậy cây nạp nó cũng sẽ lớn hơn cây xả nha các bạn ha. À, đây đây bạn, khi mà gắn vô sẽ là như vậy, bạn thấy không, rất là đẹp ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hôm nay mình đã quay cho bạn xem về bộ đầu 1922 Red Leo xong rồi ha. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.